Con chào thầy. Thầy, con là theo đạo Bà La Môn, mà một đạo Bà La Môn là người mất á là phải là hỏa táng. Theo con tìm hiểu về Thiền Tông á, thì như thầy nói á, sau khi mà mất á, người mất á là sau 49 ngày sẽ đi về hai con đường, một là ở lại dòng tộc, hai là ra làm cô hồn. Và ở lại dòng tộc á, làm hương linh á, là khi mà gia đình cúng kiến á, thì mời thì mới vô ăn, còn không mời thì ăn không được. Thì giả sử ba con không có được chôn thì được hỏa táng thôi, thì ba con sẽ đi về đâu? Ba con theo đạo Bà La Môn thì theo chủ trương của đạo Bà La Môn, một lên trời, nếu ba con làm ác xuống địa ngục, hai thứ thôi. Đạo Bà La Môn chủ trương có vậy thôi. Thì bây giờ con hỏi bác gì chứ, giờ ba con đi đâu? Thì con phải hỏi cái ông thầy Bà La Môn, ba tôi gì đi đâu, chứ làm sao cứ biết. Đây người ta chỉ nói là đạo Phật 12 con đường luân hồi và một con đường trở về Phật giới. Nếu con hỏi đây rồi trình bày thì bác sẽ nói cho con nghe. Còn giờ con hỏi đạo Bà La Môn sao bác biết có hai đường đi? Thì hỏi cái ông thầy hồi xưa đó giúp ba con. Ba con làm cái gì? Hoặc còn ở trong nhà, ba con làm gì tự con biết chứ. Ba con làm thiện, đúng theo quy luật, đúng không? Đạo Bà La Môn cũng là tu theo công đức, công thức chứ không phải không. Đạo Bà La Môn cũng khuyên người ta là ăn hiền ở lành, làm phước thiện thật nhiều. Để chi? Để giảng sanh lên các cõi trời. Nên nhớ vậy đó. Vì thế mà cõi trời, đạo Bà La Môn nó nằm trong cái hành tinh khác, chứ không phải nằm trong cái hành tinh Thượng Đế. Nên nhớ chỗ đó. Vì trong đạo Phật, thở dĩ mà nó có cái hành tinh trời đế thiên, trời đế thích là sao? Ba con nằm ở trong trời đế thiên. Nếu mà chết, theo đạo Bà La Môn không về cái cõi trời đế thiên. 11 cái hành tinh của trời dục giới, trong đó nó có trời đế thiên dành cho những người mà tu để mà hướng về cõi trời. Còn đạo thiên chúa thì nó rất rõ ràng là tu để lên Thượng Đế ở, thì chết phải lên trời Thượng Đế, hiểu không? Còn con hỏi bác chứ giờ ba con đi đâu sao biết. Ý của con là thường á, như con nghe bác nói là người mất á, khi mà làm hương linh á, thì ra ngoài mộ ở, mà khi nào gia đình cúng kiến á, thì mời mới vô. Còn như ba con thì hỏa táng, không có mộ thì ở đâu? Hỏa táng thì phải có cái lưu cốt, thì ở trong cái, nếu mà ở đây thì theo cái lưu cốt của mình, nghe không? Có mã thì ở mã, không có thì, bởi vì tại sao có cái cốt? Mà người ta ở rất đơn giản, khi mà một trung ấm thân tới nó không phải hình thể như mình mà mấy chục ký, nó chón không học cái điện từ rất không kêu bằng một cái không gian một thước, thì có thể là một thước vuông, có thể là chứa hàng ngàn cái trung ấm thân cũng được, không sao. Nên nhớ rằng cái người mà mất mang trung ấm thân là nó không có chứa cái không gian, mà chỉ người mang tứ đại mới chứa cái không gian thôi, thấy không? Thì nếu mà không ở mã thì giờ ra cái chỗ lưu cốt. Mà nên nhớ rằng tới cái ngày đám á, thì nguyên tắc á, trong cái gia đình á, thì con muốn mà không muốn đi luân hồi, ở gia đình là phải đi luân hồi, trong dòng tộc mà phải đi theo, không muốn phải ra mồ mả ở là không có. Còn không có thì mình không làm cô hồn thì phải qua theo thế giới cô hồn. Còn giờ không phải ra mồ mả hả? Đến cái ngày nào mà người con cháu nó cúng nó mời vô á, thì mình mới được vô, thấy không? Rồi ngày Tết nó cũng vậy. Và tại sao có cái vụ mà Tết rồi 30 Tết rước ông bà, rồi mùng 3 Tết đẩy ông bà đi, thì nó cái nguyên tắc này. Còn thì đạo Bà La Môn thì nói đúng rồi, thì cũng có tu, thì nó chỉ có thuyết là tu lên cõi, lên trời thôi. Thì bây giờ ba con thì nó lên trên cái cõi trời đế thiên. Nếu các đạo Bà La Môn, bác biết có nghiên cứu là đạo Bà La Môn chết lên đế thiên. Còn
tất cả những người mà tu mà theo cái đạo Phật chết lên cõi trời Đế Thích, nếu làm phước đúng lên Đế Thích không giải thoát. Còn nếu mà tu mà nếu mà không phải là lên, bởi vì trên cái nước mà cực lạc á, thì phải dùng cho người tu theo cái ham muốn A Di Đà phải lên đó. Còn người bây giờ bởi vì các tôn giáo nó mở ra, đạo Câu Đài là lên đâu? Chết phải lên Ngọc Hoàng ở. Nếu đúng mới lên trời Ngọc Hoàng. Thấy không? Thì nó có mỗi đạo nó có cái chủ trương riêng, chứ không phải người ta nói rất đúng chứ không phải không? Vì ngày xưa tất cả những người lập ra đạo là đều ta có thiên nhãn hết. Nhưng mà ta chỉ hạn hẹp là trong ta không có nhìn được một tam giới thôi, mà ta chỉ nhìn thấy cái hành tinh nào là người ta vào cái tổ chức tu vào cái hành tinh đó thôi. Đó mình phải hiểu vậy. Còn ông Phật tại sao ông lập cái đạo này? Ông Phật là Phật nhãn. Phật nhãn trùm khắp càn khôn vũ trụ. Còn cái chuyện mà tam giới đối với Phật nhãn rất nhỏ. Vì thế mà ông Phật có ngũ nhãn, thiên nhãn là ông còn được cái toàn bộ cái tam giới. Thấy không? Phật nhãn thì trùm hết. Nó đạo Phật nó khác hơn các đạo khác là chỗ đó đó. Nhưng mà đạo nào thì cũng chủ trương, một là anh làm phước lên trên, hai anh làm ác đi xuống địa ngục, có vậy thôi. Vì thế mà các đạo là thiên đàng địa ngục hai quê rõ ràng, một anh đi đâu. Còn đạo Phật lục đạo luân hồi và một con đường trở về Phật giới.